Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức trong năm 2023 tại các di tích lịch sử văn hóa thuộc khu di tích lịch sử cách mạng nhà tù Côn Đảo do Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo quản lý. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh sẽ kiểm tra việc tiếp nhận quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu chi tiền công đức tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm sử dụng tiền công đức tài trợ tại các di tích thuộc khu di tích lịch sử cách mạng nhà tù Côn Đảo do Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo quản lý. Việc kiểm tra nhằm tổng hợp đánh giá việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích, giúp các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức tài trợ theo hướng minh bạch rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của địa phương.